Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 18 tháng 2 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn cùng gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 2 tiếp đà tăng mạnh trên thị trường thế giới và trong nước. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2023 trên sàn London tăng thêm được 17 USD trên tấn với mức tăng là 0,82% lên mức giao dịch là 2.085 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê tăng mạnh tới 26 USD trên tấn với mức tăng là 1,25% lên mức giao dịch là 2.098 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 49.300 đồng và 49.600 đồng một kg. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Cùng đã tăng đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2023, giá cà phê tăng 5,5 cent trên bao với mức tăng là 3,05% lên mức giao dịch là 185,75 cent trên bao. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2023, giá cà phê tăng 4,7 cent trên bao với mức tăng là 2,62% lên mức giao dịch là 184,25 cent trên bao. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê chốt tuần tăng mạnh với cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 3 đến 4 tháng và cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong 2 tuần. Giá cà phê tăng do mưa lớn gần đây và dự báo mưa thêm vào tuần tới tại khu vực Minas Gerais của Brazil, vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất tại nước này. Dấu hiệu nguồn cung cà phê Mỹ thắt chặt hơn cũng đang thúc đẩy giá cao hơn. Hiệp hội cà phê xanh thứ tư báo cáo tồn kho cà phê xanh tháng 1 của Mỹ giảm tới 1,8% so với tháng trước, xuống còn 6,265 triệu bao. Ngoài ra, tồn kho cà phê Arabica của ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần là 832.230 bao vào thứ Sáu. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Robusta tại sàn London do ICE giám sát hôm thứ Tư cũng đã giảm xuống còn 5.933 lô. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận ở các địa phương, sáng nay giá cà phê tăng thêm 500 đến 600 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 44.900 đồng tới 45.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua quanh mức 44.900 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá thấp hơn là 44.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, giá cà phê là 45.700 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 45.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ia Krai thu mua với mức giá là 45.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prông ghi nhận quanh mức 45.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua với mức giá là 45.500 đồng 1 kg. Và khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 45.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay được thu mua với mức giá là 45.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê được thu mua ở mức 45.600 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 45.800 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1, giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, được thu mua với mức giá là 45.900 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê sáng nay được các đại lý và công ty thu mua quanh mức là 45.700 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.